Đây, giới thiệu với các bạn một căn nhà thuê giá rẻ tại khu đô thị Glenco Lê Trọng Tấn nhá. Căn này rất thuận tiện đi lại, cũng như là đã hoàn thiện tầng 1, tất cả mọi thứ điện nước nhà vệ sinh ok hết. Xin mời quý vị bạn cùng theo dõi. Và đây là không gian phía trước của căn nhà cho thuê. Quý vị thấy đường rất rộng, vỉa hè thì thoáng. Căn nhà này có mặt tiền rộng đến 6m và diện tích là 114m, gồm có 4 tầng. Trong đó tầng 1 thì đang làm quán cà phê và được hoàn thiện như hình quý vị thấy. Giá thuê căn nhà này 4 tầng là 12 triệu trên một tháng. Nếu quý vị nào quan tâm thì hãy liên hệ ngay với tôi theo số máy 0913 798558. Và từ căn nhà này đi ra mặt đường Lê Trọng Tấn cũng chỉ khoảng 1 phút.